Quê hương đất nước, hai tiếng thiêng liêng và tự hào luôn ở trong trái tim của mỗi người con đất Việt. Chính bởi vậy, dù sáng tác ở mảng đề tài nào, cách biểu đạt ra sao, thì mong muốn lớn nhất của các họa sĩ là có thể tạo ra được những tác phẩm vừa mang giá trị nghệ thuật cao, vừa lan tỏa tình yêu quê hương đất nước đến với mọi người. Tình yêu quê hương đất nước thì luôn luôn nó là một cái đề tài tương đối là muôn thuở của các cái nghệ sĩ, và thường thì các sáng tác sẽ luôn là gắn liền với quê hương, với cánh đồng, với làng quê, với thiên nhiên. Và tôi thì tôi luôn luôn lựa chọn thiên nhiên là một trong cái mảng sáng tác của mình. Thực ra thì để làm gốm thì có rất là nhiều cách để đưa thiên nhiên vào trong gốm. Ví dụ như từ khâu tạo hình, mình có thể học từ thiên nhiên, từ lá, từ hoa, những cái tạo hình mà gần gũi nhất là chính là những cái tạo hình mà mang lại cái vẻ đẹp giản dị nhưng mà lại bền vững. Có lẽ cũng bởi quan niệm như vậy nên thời gian gần đây, tiến sĩ họa sĩ Nguyễn Thu Thủy đã dành khá nhiều thời gian để thăng hoa cùng gốm. Chị luôn thể hiện cá tính trong sáng tạo, mạnh mẽ tìm kiếm lối đi riêng với những sản phẩm mang tính độc bản. Về bản chất, các sản phẩm gốm của chị là men của Bát Tràng, nhưng cách vào men và phối men là những kỹ thuật sáng tạo do chính chị tự mày mò tạo ra. Đến với cả cái chất liệu gốm của Bát Tràng thì đa phần thì chúng ta sẽ thấy là vẽ và sau đó thì gọi là phủ men. Thế nhưng mà bản thân tôi thì tôi đã vẽ men, tức là tôi vẽ bằng men luôn. Thì cái đấy nó sẽ khó hơn, tức là nó sẽ không dễ dàng như là vẽ bằng màu. Nhưng mà nó lại thách thức vì là khi mà mình vẽ bằng men ấy, thì cái màu sống của men không như là cái màu mà mình nung ra. Thì đấy nó là một cái thách thức rất là lớn để cho người nghệ sĩ bản thân trong quá trình sáng tác đã luôn luôn phải nghĩ về cái tác phẩm của mình. Nó sẽ như thế nào trong tương lai sau cái gọi là 1200 độ của lửa. Vốn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống có 9 người làm họa sĩ, bản thân lại được đi nhiều nơi trải nghiệm khám phá nhiều nền văn hóa trên thế giới. Do vậy, họa sĩ Thu Thủy càng thấu hiểu về việc gìn giữ nghề truyền thống. Chị luôn mong muốn tạo ra những sản phẩm gốm có sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, qua đó có thể đưa được vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên, quê hương, đất nước lên từng sản phẩm, để mỗi đứa con tinh thần của chị đều thấm đẫm tâm hồn Việt. Ngoài ra, chị cũng yêu thích vẽ tranh phong cảnh, nhưng cách chị chọn tiêu dao trong mảng đề tài này cũng vô cùng khác biệt. Ngoài gốm sứ thì tôi còn sáng tác trên chất liệu acrylic thì và vẫn theo cái phong cách là polygon, tức là dùng các mảng biếng. Vì thế cho nên là cái cách vẽ hoa của tôi có lẽ là sẽ rất là không giống với cả không khác với nhiều nghệ sĩ, bởi vì mọi người thì thường sẽ vẽ hoa và nhìn thấy đó là hoa, nhưng mà cái cách của mình là tạo hình lại dưới các hình học đa giác, tam giác, các cái hình và các cái hình học đó nó lấp lánh, nó như những cái mảnh ghép trong cái kính vạn hoa của trẻ con. Và như là cái cách mà người nghệ sĩ muốn đem đến cho cuộc đời về một cái giấc mơ mà về cái cuộc sống. Nếu như họa sĩ Thu Thủy chọn thể hiện tình yêu quê hương đất nước của mình trên từng sản phẩm gốm, thì họa sĩ Vũ Tuyên lại lựa chọn vẽ về hoa sen, quốc hoa của dân tộc. Hơn 20 năm gắn bó với bay và phẩm màu, cũng là từng ấy năm anh đắm say trong thế giới của sen với những quan điểm sáng tác mạch lạc và xuyên suốt. Trong thế giới hội họa của Việt Nam đã có không ít họa sĩ lựa chọn chủ đề hoa sen là mảng sáng tác lớn trong hành trình sáng tạo của mình. Song với Vũ Tuyên, ngoài việc gắn bó với hoa sen như một mối lương duyên trời định, anh còn gửi gắm trong từng tác phẩm những triết lý sống về sự an nhiên, thiền định, coi vẽ hoa sen như là một cách để di dưỡng tâm hồn và truyền tải những năng lượng tích cực đến với công chúng. Với hoa sen thì ban đầu đối với tôi đó là như một người bạn mới quen, nhưng mà nhân duyên và ngày đêm tôi luôn nghĩ về sen và yêu hoa sen, và tôi cảm giác mỗi lần vẽ hoa sen tôi thấy được thân tâm mình thanh lọc, được tốt đẹp hơn và khỏe mạnh và sống vui hơn, an lạc hơn. Và tôi cứ vậy, cứ chăn trở và rồi vẽ, cứ đam mê, cứ phiêu cùng hoa sen. Và hơn 20 năm tôi thấy chưa bao giờ tôi thấy hết yêu hoa sen. Và ngày tôi càng cảm giác yêu hơn. Và tôi nhìn lại chặng đường thì tôi thấy rằng là nếu khi mình đã yêu được cái gì đó, mình sẽ sống với nó và
mình sẽ trải qua từng giây phút hạnh phúc với nó và luôn luôn có sự thay đổi với nó. Đối với Vũ Tuyên, vẻ đẹp của sen là vĩnh cửu. Dù có tiếp cận ở góc độ nào, người họa sĩ thay đổi tạo hình ra sao thì cũng luôn toát lên được vẻ đẹp ý nhị, thanh tao của sen Việt. Bởi sen cũng là biểu tượng cho tâm hồn của người Việt, luôn hướng đến những giá trị của chân, thiện, mỹ. Trong giới nghệ sĩ, họa sĩ thì tôi biết rất nhiều người yêu các loài hoa, đặc biệt là hoa sen. Nhưng với tôi, mỗi một họa sĩ đều là một tiểu vũ trụ, đều có những cái riêng, cái hay, cái kết nối tốt, đẹp riêng với cả vũ trụ với và để ca ngợi về loài hoa sen, quốc hoa của Việt Nam. Và tôi tuy là một hạt cát nhỏ nhưng chúng tôi cũng cùng góp lên tiếng nói về hoa sen, cùng nói lên cái tình yêu của mình với đất nước quê hương mình. Có biết chăng đâu đó là những cái sự cầu chúc cho đất nước mình ngày càng tươi đẹp, hạnh phúc, phát triển hơn. Bên cạnh các họa sĩ thủy gốm hay tuyên sen, hiện nay không ít các họa sĩ trẻ của Việt Nam vẫn mạnh dạn lựa chọn các đề tài quen thuộc như làng quê, miền núi, đề tài phố Hà Nội, ngõ Hà Nội hay đơn giản chỉ là phong cảnh thiên nhiên để theo đuổi trên con đường sự nghiệp của mình. Dẫu biết rằng để tìm ra một lối đi riêng trong cái đề tài cũ là khó, song với tinh thần của tuổi trẻ cùng khát khao được cống hiến, họ vẫn nỗ lực hết mình để tạo được dấu ấn riêng trong lòng công chúng, để góp thêm những góc nhìn tươi trẻ, thể hiện vẻ đẹp của quê hương, đất nước Việt Nam trong thời đại hội nhập và phát triển. Cái cảm hứng mà để mà tôi vẽ cái tác phẩm này là tôi muốn lưu giữ lại những cái ngôi nhà như này, tại vì là với cái tốc độ đô thị hóa như hiện nay thì tôi thấy là những cái dãy nhà tập thể như này dần dần nó bị mất đi. Thì tôi thấy rằng là mình cần phải lưu giữ lại những cái hình ảnh của những ngôi nhà. Dù quan điểm sáng tác của mỗi người là khác nhau, mỗi thế hệ họa sĩ tạo hình qua thời gian trong bối cảnh xã hội mới cũng có những sáng tạo riêng, khác biệt. Song điều đáng ghi nhận là chính các thế hệ họa sĩ đương đại hôm nay đang lan tỏa nhiều năng lượng sáng tạo tích cực. Họ cùng nhau bồi đắp thêm tình yêu với hội họa, khát khao cống hiến thật nhiều hơn nữa để qua lăng kính của hội họa, qua góc nhìn tươi mới trẻ trung của thế hệ mình sẽ có thể tiếp tục tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam, làm phong phú thêm kho tàng sáng tác đáng quý mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Quý vị và các bạn thân mến, Nhà hát chèo Việt Nam là một trung tâm bảo tồn, nghiên cứu, sưu tầm, đồng thời cũng là nơi dàn dựng và biểu diễn các vở chèo được khán giả yêu mến. Với vai trò một đơn vị đầu ngành, Nhà hát chèo Việt Nam đã và đang thực hiện nhiệm vụ đưa nghệ thuật chèo đến gần hơn với công chúng. Bên cạnh việc biểu diễn các trích đoạn chèo cổ, Nhà hát chèo Việt Nam cũng chú trọng tới việc đưa nghệ thuật chèo truyền thống phát triển và thích ứng với thời đại mới. Nơi đây cũng là điểm đến quen thuộc của công chúng thủ đô vào mỗi buổi tối cuối tuần. Nằm trên hai con phố của thủ đô là phố Giang Văn Minh và phố Kim Mã thuộc quận Ba Đình, Hà Nội. Nhà hát chèo từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc với những ai yêu thích loại hình nghệ thuật truyền thống này. Với mong muốn đưa nghệ thuật chèo đến gần hơn với công chúng, ban lãnh đạo của nhà hát đã nỗ lực hết mình để nhà hát luôn được sáng đèn vào mỗi dịp cuối tuần. Thời kỳ chuyển đổi số, chúng tôi luôn luôn tiếp cận với những khán giả trẻ. Và có thể nói là nhiều lứa tuổi, như khán giả trẻ các trường đại học. Và cái điều rất là năng động của các ban giám đốc Nhà hát chèo Việt Nam hiện nay cũng như là trong toàn cán bộ viên chức của nhà hát ở từng bộ phận là chúng ta luôn luôn tiếp cận với những cái mới và có những cái tác phẩm mới để thu hút được khán giả trẻ. Trên cơ sở bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật sân khấu chèo truyền thống, tháng nào hàng tuần vẫn cứ đỏ đèn ở sân khấu lớn, sân khấu nhỏ và kéo khán giả đến với mình. Có sự tương tác và cái tác phẩm chúng tôi dàn dựng bây giờ cũng hướng tới khán giả trẻ. Bên cạnh đó vẫn có những vở diễn chuẩn mực, bảy vở diễn kinh điển vẫn cứ biểu diễn để phục vụ những khán giả yêu chèo truyền thống. Và vẫn có chèo với đề tài hiện đại, nhưng hoàn toàn giữ cái lòng bản hồn cốt của nghệ thuật chèo truyền thống, kế thừa, biến đổi và phát triển để làm sao khán giả đến với chèo đã yêu chèo và họ tương tác với Nhà hát chèo Việt Nam thông qua các vở diễn. Muốn có được một vở diễn mang tính thời đại
thì anh phải tiếp cận hiện thực thời đại thì mới viết ra được tác phẩm mang tính thời đại. Đấy, chính vì cái lẽ đó chúng tôi luôn luôn có những vở diễn mới, ngoài bảy vở truyền thống ra vẫn còn tương tác với xã hội, tương tác với cuộc sống hiện nay, và những cái vở diễn cũ trong những cái cũ và cái mới, lấy xưa để nói này, vì nghệ thuật sân khấu truyền thống ngoài chức năng giáo dục đạo đức ra nó có chức năng cải tiến xã hội. Đấy, theo dòng chảy của sân khấu dân tộc, văn hóa dân tộc thì nghệ thuật chèo nó đã có ra đời tồn tại nhiều nghìn năm. Theo sử gia Ngô Sĩ Yên nói thì nó đã có ngoanh nha ra đời từ thời Đinh và hoàn thiện vào thời Trần, phát triển rực rỡ vào thời Lê. Đấy, và có thể nói theo dòng chảy văn hóa của dân tộc thì nó đã đóng góp rất nhiều trong đời sống tinh thần của người dân qua nhiều thế hệ. Còn tức diễn trò diễn nhỏ lẻ thì có thể nó ra đời cái đêm 2000 năm. Theo nhiều nhà nghiên cứu, nhưng theo sử gia Ngô Sĩ Yên nói thì nó có khoảng trên 1000 năm. Thì tôi nói là có thể nói là cái sức sống của nó vô cùng mãnh liệt. Nghệ thuật chèo nó ra đời từ đời sống văn hóa của người dân Việt Nam qua nhiều thế hệ. Nó là những bài học về triết lý nhân sinh, về con người, tình người, tình anh em bè bạn, tình vợ chồng, tình hàng xóm. Đâm chính vì cái lẽ đó, đề tài dân gian là vô cùng quan trọng. Và cái tính tương tác với khán giả của mọi thời đại, đấy là điều quan trọng. Ta muốn làm gì thì làm, luôn luôn phải tiếp cận được những cái mới, cái hay, cái đẹp, để vẫn giữ gìn được hồn cốt của dân tộc, nhưng vẫn phải tương tác với xã hội, với cái hiện thực ngày hôm nay, để khán giả đến với trẻ. Bên cạnh những trích đoạn chèo kinh điển, nhà hát cũng cố gắng đưa vào danh mục biểu diễn những vở chèo mang hơi thở cuộc sống đương đại. Địa chỉ 71 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội đã trở thành một điểm hẹn văn hóa không thể bỏ qua của những khán giả yêu nghệ thuật chèo. Chương trình văn hóa và sự kiện của Đài Hà Nội tuần này xin được khép lại tại đây. Hãy đồng hành cùng chúng tôi vào lúc 9 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần. Quý vị có thể xem lại chương trình trên trang web hanoionline.vn hoặc xem lại trên nền tảng Hà Nội On. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.